Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Châu Đốc. Hôm nay chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019 quý vị và các bạn nghe đài thân mến trong chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc hôm nay có bài châu đốc tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng bài an giang thực hiện tốt chính sách dân tộc trước hết chúng tôi xin điểm lại một số nội dung nổi bật trong tuần kính mời quý vị theo dõi Thường trực tỉnh ủy phối hợp thường trực thành ủy tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 10 năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đánh giá công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 10 năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019, quán triệt triển khai hướng dẫn số 26 của Ban tổ chức Trung ương, hướng dẫn một số nội dung chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc vừa phối hợp với Đảng ủy 7 phường xã trên địa bàn thành phố tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân lần thứ 14 năm 2019 và tiếp xúc cử tri hội đồng nhân dân ba cấp. Tại các buổi đối thoại, các đại biểu và người dân tại 7 phường xã đã được nghe báo cáo về kết quả giải quyết những kiến nghị của nhân dân. Tại hội nghị đối thoại lần thứ 13 năm 2019, Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của tỉnh An Giang năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, cũng như một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của thành phố Châu Đốc và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của 7 phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc. 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội thành phố Châu Đốc tiếp tục duy trì ổn định, các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại, du lịch đều tăng. Trong đó, doanh thu thông qua chợ đạt trên 5.737 tỷ đồng, đạt 76,82% so với kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Lượng du khách đến thành phố đạt trên 5 triệu lượt, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh phối hợp trường cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức du lịch cộng đồng cho người dân làm du lịch trên địa bàn thành phố Châu Đốc hội nghị đã dành nhiều thời gian chia sẻ về cung cách tính nhân dân của nghề làm phục vụ, tính thân thiện thật thà trong kinh doanh, phục vụ du lịch, thái độ trong giao tiếp, mua bán hàng hóa. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của người dân làm du lịch trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch một cách tốt nhất, đáp ứng nhu cầu mong muốn của du khách, từng bước trở thành những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh du lịch châu Đốc ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện các lĩnh vực quản lý đô thị quy hoạch quản lý đất đai môi trường được tăng cường chú trọng lĩnh vực y tế giáo dục dân số kế hoạch quá gia đình thông tin truyền thông thể dục thể thao chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cơ bản giữ vững công tác xây dựng chính quyền hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được củng cố phát huy trên tinh thần dân chủ trách nhiệm tại các buổi tiếp xúc đối thoại cử tri bảy phường xã đã có nhiều ý kiến Đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp xem xét giải quyết một số vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, chỉnh trang đô thị, trật tự an toàn xã hội nông nghiệp. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trả lời thỏa đáng. Riêng đối với kiến nghị ngoài thẩm quyền, các đại biểu đã ghi nhận và sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét trong kỳ họp sắp tới. Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 năm 2019. Theo kế hoạch, thành phố Châu Đốc sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, phương tiện thông tin đại chúng về kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, triển lãm giao lưu, tổ chức ngày hội văn hóa quân dân tại các địa phương, hợp mặt nhằm ôm lại truyền thống đấu tranh hào hùng anh dũng của dân tộc, của quân đội nhân dân Việt Nam qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, hợp mặt các cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Qua đó, cổ vũ động viên toàn dân, toàn quân chăm lo củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm mô hình bệnh viện thông minh trong thời đại công nghệ thông tin 4.0. Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện mô hình bệnh viện thông minh thời đại công nghệ thông tin 4.0 như việc xây dựng đề án bệnh án điện tử có chữ ký số, cấp thẻ khám bệnh thông minh cho bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang là một trong ba bệnh viện trong cả nước triển khai thành công mô hình bệnh viện thông minh với nhiều phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cung cấp dịch vụ y tế được triển khai như bệnh án điện tử, phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện HIS, hệ thống thông tin chuẩn đoán hình ảnh RIS, phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa. Đây là dịp để các bệnh viện, sở y tế, nhà cung cấp dịch vụ và các chuyên gia công nghệ thông tin y tế chia sẻ, làm sáng tỏ những kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là bệnh án điện tử tại đơn vị mình. Qua đó, góp phần thúc đẩy việc triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình của Bộ Y tế tiến tới bệnh viện thông minh, hội nhập quốc tế. Công an thành phố Châu Đốc vừa bắt giữ Nguyễn Thu Dân về hành vi phạm tội cướp tài sản xảy ra tại nhà trọ Thành Trí, tổ 10 khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Trước đó, vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 2019, ông Trịnh Văn Úc, sinh năm 1965, ngụ tổ năm ấp mới, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, hành nghề chạy xe Honda ôm tại bến xe Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Được Nguyễn Thu Dân, sinh năm 1973, ngụ tổ 8, ấp An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang, thuê chở từ Vĩnh Gia, Tri Tôn ra thành phố Châu Đốc ông Trịnh Văn Úc điều khiển xe mô tô của ông Úc biển số 67E114404 chở Nguyễn Thu Dân ra thành phố Châu Đốc. Trên đường đi, Nguyễn Thu Dân ghé tiệm tạp hóa bên đường mua hai chai nước thuốc lốt đem theo. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông Úc chở Nguyễn Thu Dân đến khu vực phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc thì Nguyễn Thu Dân kêu ông Úc chở đi coi bói tại ngã ba bến đá phường Núi Sam trong khi chờ nguyễn thu dân coi bói ông út uống chai nước thốt nốt của nguyễn thu dân đưa đã mở nắp sẵn sau khi uống chai nước nguyễn thu dân đưa ông út thấy mệt và buồn ngủ nên khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, ông Úc cùng Nguyễn Thu Dân đến nhà trọ Thành Trí ở tổ 10 Khẩm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, thuê phòng trọ số 3 để nghỉ ngơi. Tại nhà trọ Thành Trí, Nguyễn Thu Dân đã mua hai lon nước tăng lực bò cụm và cho ông Út uống một viên thuốc Nguyễn Thu Dân đã cà nhiễn để uống. Sau khi ông Út uống xong thì ngủ mê man. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, chủ nhà trọ Thành Trí thấy Nguyễn Thu Dân rời nhà trọ đã lâu mà ông Út chưa ra nên vào kiểm tra thì phát hiện ông Út trong tình trạng lơ mơ và được ông Út cho biết bị Nguyễn Thu Dân chiếm đoạt một sợi dây chuyền vàng 18 carat, trọng lượng là 10 chỉ 3 phần 6 ly và một nhẫn vàng 24 carat, trọng lượng 10 chỉ mà ông đeo trên người nên đưa ông Út đến công an phường núi Sam để trình báo tại cơ quan công an thành phố châu đốc nguyễn thu dân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình hiện nay công an thành phố châu đốc đang làm thủ tục để khởi tố nguyễn thu dân về hành vi phạm tội cướp tài sản Tết Quân Dân năm 2020 với chủ đề Lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc phát huy truyền thống đi dân nhớ ở dân thương. Đây là lần thứ ba thành phố Châu Đốc tổ chức các hoạt động Tết Quân Dân sẽ diễn ra tại phường Vĩnh Quân vào dịp Tết Nguyên Đáng Canh Tý năm 2020. Theo kế hoạch Tết Quân Dân năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 16 tháng 1 năm 2020. Có nhiều hoạt động như lễ xuất quân sẽ được diễn ra vào ngày 14 tháng 1, huy động các lực lượng quân dân ra quân phát quan vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, khu dân cư, cất tặng nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khám cấp thuốc và tặng quà, thi nấu bánh tét, chân mâm ngũ quả ngày Tết, tổ chức cắm trại và thi đấu thể thao các trò chơi dân gian và các hoạt động văn hóa văn nghệ và giao lưu với cán bộ lão thành cách mạng sẽ diễn ra vào đêm tổng kết ngày 16 tháng 1 năm 2020. Tính đến ngày 27 tháng 10 năm 2019, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận 186 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Phường Châu Phú B là địa phương có số ca mắc bệnh tay chân miệng cao nhất là 52 ca. Hiện nay, bệnh tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng. Theo ngành y tế thành phố Châu Đốc, lưu ý người dân cần quan tâm nâng cao sức đề kháng cho trẻ và tăng cường vệ sinh môi trường, khử khuẩn, đặc biệt ở các nhà trẻ, mẫu giáo trên địa bàn ngành y tế thành phố phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng trong trường học và tại cộng đồng. Đồng thời để phòng chống dịch bệnh dịp cuối năm, đặc biệt trong thời điểm giao mùa, thời điểm thuận lợi cho nhiều bệnh phát triển như cúm, cúm mùa, thủy đậu, sởi, các gia đình cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, thực hiện biện pháp dự phòng theo khuyến cáo của ngành y tế. Nếu trẻ có các biểu hiện sốt, ho và triệu chứng lạ thì cần đưa đến sở y tế để khám và điều trị. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc tính đến ngày 27 tháng 10 năm 2019, toàn thành phố Châu Đốc có 276 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018, 112 ca. Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng nhanh chóng như hiện nay, ngành y tế chú trọng quan tâm việc phòng tránh bệnh sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng là một việc làm hết sức cần thiết. Bên cạnh các biện pháp thường xuyên ngành y tế thành phố Châu Đốc còn tập trung thực hiện các chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng. Trong mỗi đợt thực hiện, người dân được hướng dẫn về biện pháp diệt lăng quăng để phòng bệnh như dọn dẹp nhà cửa và xung quanh nhà thông thoáng, thường xuyên xúc rửa, thay nước và đậy kính các dụng cụ chứa nước, lật ấp các dụng cụ không chứa nước loại bỏ các vật dụng phế thải có thể chứa nước thả cá vào các dụng cụ chứa nước sinh hoạt để diệt lăng quăng và hạn chế nơi trú ẩn của mũi song song đó các cộng tác viên tuyên truyền phường xã còn phát tờ rơi hướng dẫn cho người dân về kiến thức phòng bệnh khuyến khích hộ gia đình diệt lăng quăng tại nhà để giảm mật độ sinh sản của mũi hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc phát trên tần số fm chín mươi hai mhz Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với việc chỉ đạo lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhất là trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, Đảng bộ thành phố Châu Đốc đã tập trung thực hiện công tác xây dựng Đảng, vận động quân chúng, góp phần đưa thành phố ngày càng phát triển. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Châu Đốc tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. 9 tháng của năm 2019, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy quan tâm quán triệt tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết chỉ thị của Đảng như chuyên đề học tập năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng điều động, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo đúng quy trình quy định, kịp thời ra soát bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ thành phố đã chỉ định chuẩn y bổ sung 46 cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện chủ trương của Trung ương, kế hoạch của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Theo đó, bên cạnh việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, Châu Đốc đã ra soát sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. 9 tháng của năm 2019, đảng bộ thành phố đã kết nạp 68 đảng viên mới, chuyển 130 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, chuyển giao 3 tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đội quản lý thị trường số 4, Đảng ủy chi cục thuế, Đảng ủy cục hải quan An Giang về Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thành lập một chi bộ cơ sở, chi bộ trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Đồng thời giải thể 14 chi bộ cơ quan xã phường, chuyển 250 đảng viên đang công tác ở chi bộ cơ quan về chi bộ khóm ấp cho 21 đảng viên ra khỏi đảng theo nguyện vọng, xóa tên 10 đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát năm 2019, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra tập trung kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng, nhất là thực hiện công văn số 631 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng giặc. Hệ thống nhân dân mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng dư luận quần chúng nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc trong nhân dân. 9 tháng của năm 2019, hệ thống Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố dẫn động gây quỹ vì người nghèo được trên 10,2 tỷ đồng, đã chi cất mới 163 căn nhà trị giá gần 6 tỷ đồng cho hộ nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ giúp học hành, thăm hỏi, tặng quà, tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng. Nhân dịp năm học mới, dẫn động nguồn quỹ khuyến học tiếp bước đến trường 175 chiếc xe đạp gần 200 triệu đồng trao 200 thẻ bảo hiểm y tế và 2.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 123 triệu đồng. Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi, những tháng cuối năm 2019, Đảng bộ Thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trọng tâm là nghị quyết Trung ương Tư 5, 6, 7, 8, khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết trung ương tư khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 94 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Đặc biệt triển khai thực hiện đề án, chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết của đảng có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ tiếp tục rà soát quy hoạch, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân sự Hội đồng Nhân dân, Quỹ ban Nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020, tạo đồng tình trong đảng viên và nhân dân, nhất là về định hướng phát triển 5 năm tới. Tiếp tục thực hiện kết luận số 38 của bộ chính trị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng chi bộ đảng viên, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống nhân dân, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, thực hiện tốt các chủ trương chính sách về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa nghèo bền vững. Qua đó nhằm giúp đảng bộ trong sạch vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua các cấp ngành trong tỉnh luôn quan tâm triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc. Qua đó, kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và dùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nói riêng đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đề cập nội dung này, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài An Giang thực hiện tốt chính sách dân tộc. Trưởng ban dân tộc tỉnh Menfuli cho biết, Năm năm qua, tỉnh đã triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, điều hành quản lý của nhà nước, đoàn kết tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động. Ngoài ra, tỉnh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn và duy trì các lễ hội truyền thống. Việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp của các dân tộc luôn được các cấp ngành chú trọng thực hiện. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh địa phương. Quan tâm chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tỉnh tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành toàn diện và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án đối với dùng đồng bào dân tộc như chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo, chính sách tín dụng cho gia ưu đãi đối với dùng khó khăn, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh con hộ nghèo, chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, người dân tộc, chính sách giáo dục và đào tạo, y tế văn quá, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Tỉnh luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị. Số lượng cán bộ dân tộc thiểu số tham gia cấp quỹ, bộ máy chính quyền, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp trong vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh hiện có 1.522 cán bộ công chức viên chức người dân tộc thiểu số. Mỗi xã phường thị trấn trong tỉnh đều có lực lượng nồng cốt và cốt cán là người dân tộc thiểu số tiêu biểu, hoạt động hiệu quả tích cực, giúp người dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp chính quyền một cách kịp thời thỏa đáng. Hàng năm, nhân các dịp lễ Tết cổ truyền đồng bào dân tộc thiểu số, cấp quỹ chính quyền trong tỉnh đều tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho các chùa, thánh đường, gia đình chính sách, các trường có con em đồng bào dân tộc đang học, các vị chức sắc, cán bộ tiêu biểu, người dân tộc thiểu số. Năm năm qua, Tỉnh đã thực hiện hiệu quả các chương trình 135, quyết định 102, quyết định 755, quyết định 54, quyết định 18 của Chính phủ, hỗ trợ các ấp xã đặc biệt khó khăn, đầu tư xây dựng đường bê tông, hệ thống cấp điện, nước sinh hoạt, xây dựng nhà văn hóa, lớp học, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đối với hộ nghèo theo quy định. Hỗ trợ sản xuất như con giống, cây giống, tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công tác đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Thông qua các chương trình dự án đề án đã đào tạo giúp nhiều người lao động dân tộc thiểu số có tay nghề, tìm được việc làm, tạo ra thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương. Ngoài ra tỉnh đã hỗ trợ tạo điều kiện cho gần 11.300 hộ dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 41,85% trên tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh và vốn trên 162 tỷ đồng để phát triển sản xuất, đảm bảo cho 100% đối tượng học sinh con hộ nghèo được đến trường và hưởng chế độ chính sách hỗ trợ giáo dục. Từ năm 2014 đến nay, đào tạo nghề cho trên 5.476 người dân tộc thiểu số. Từ năm 2016, áp dụng chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số từ 27,46%, 7.295 hộ giảm còn 16%, 4.338 hộ vào cuối năm 2018. Bình quân trong 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,8% một năm. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình thời sự hôm nay là một số thông tin liên quan đến sức khỏe. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Bảy cách để làm sạch đại tràng và giữ gìn sức khỏe. Làm sạch đại tràng không chỉ giúp bảo vệ riêng bộ phận này mà còn cải thiện sức khỏe. Thêm vitamin C vào chế độ ăn uống. Một nghiên cứu năm 2015 cho biết, vitamin C có trong nhiều loại trái cây và rau quả có thể giúp làm sạch ruột kết. Sử dụng men vi sinh, vi khuẩn có lợi để bảo vệ ruột kết. Nghiên cứu cho thấy những vi khuẩn có lợi này có tác dụng ngăn chặn viêm và cải thiện sự thống nhất của nhu động ruột. Hàm lượng men vi sinh cao có trong thực phẩm lên men như sữa chua Hy Lạp, giấm táo, kim chi, miso, kombucha và một số loại phô mai. Thêm nhiều tinh bột kháng vào chế độ ăn uống. Tinh bột kháng được tìm thấy trong khoai tây, gạo, các loại đậu, chuối xanh và ngũ cốc. Với tác dụng giúp thúc đẩy đại tràng khỏe mạnh bằng cách tăng hệ vi sinh đường ruột uống nhiều nước hơn để điều hòa hệ tiêu hóa. Uống ít nước là một nguyên nhân phổ biến gây táo bón, vì vậy uống 1,5 lít đến 2 lít nước mỗi ngày có thể ngăn chặn điều này. Một cách khác để giúp đáp ứng nhu cầu nước của bạn là ăn các loại trái cây và rau quả có hàm lượng nước cao như dưa chuột, bí xanh, cần tây, cà chua vân vân. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng thực phẩm giàu chất xơ giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Bên cạnh đó, các bữa ăn nhiều chất xơ làm tăng lợi khuẩn trong ruột, giúp giảm viêm ruột và cải thiện các rối loạn tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, bệnh Crohn và viêm loét đại tràng. Sử dụng trà thảo dược. Trà thảo dược được cho là có lợi cho việc làm sạch ruột của bạn. Theo một khảo sát của các nhà nghiên cứu Australia, trà thảo dược giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Các loại thảo dược nhuận tràng như spilium, lưu hội và rễ smart palo có thể giúp trị táo bón. Làm sạch ruột bằng nước muối. Một nghiên cứu năm 2010 đã chứng minh rằng Nước muối làm sạch ruột kết khi kết hợp với một số tư thế yoga. Hãy uống hai muỗng cà phê muối biển với một cốc nước ấm và uống trước khi ăn sáng để cảm nhận sự khác biệt. Bốn nhóm thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Nhóm bột đường. Đây là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể hoạt động. Trong bữa ăn của người Việt thì gạo là lương thực được sử dụng nhiều nhất, cũng nên ăn thay đổi các loại ngũ cốc khác như khoai lang, khoai tây, bắp để làm đa dạng các loại thực phẩm, tăng cường lợi ích cho sức khỏe. Người Việt thường có thói quen ăn nhiều cơm, do đó làm cho tính cân đối của khẩu phần không được đảm bảo. Với người trưởng thành, năng lượng từ nhóm các chất bột đường chỉ nên chiếm 60 đến 65% tổng năng lượng khẩu phần, phần còn lại do chất béo cung cấp và chất đạm. Nhóm chất đạm cung cấp các thành phần thiết yếu để xây dựng nên cơ thể, đảm bảo cơ thể tăng trưởng và duy trì nhiều hoạt động sống, tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại bệnh tật cần ăn phối hợp cả thực phẩm giàu đạm động vật và đạm thực vật các loại thịt đỏ có nhiều sắt giúp phòng chống thiếu máu thiếu sắt tuy nhiên ăn nhiều thịt đỏ lại làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch ung thư gút do đó không nên ăn quá nhiều nhóm chất béo giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động và tăng trưởng hỗ trợ hấp thu các vitamin tăng trong dầu mỡ như vitamin a d e k mỡ động vật thường chứa nhiều chất béo bảo quà khó hấp thu vì thế nên sử dụng hạn chế Mỡ cá và mỡ da cầm lại có nhiều chất béo chưa bỏ hòa, đặc biệt là omega 3, omega 6, omega 9 rất có lợi cho sức khỏe. Các loại dầu thực phẩm cũng thường có nhiều chất béo chưa bỏ hòa nên có tác dụng tốt cho tim mạch và được khuyến khích tiêu thụ như dầu đậu nành, dầu mè, dầu hướng dương. Thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền có nhiều chất béo chuyển hóa thể trans cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch nên hạn chế ăn. Nhóm vitamin và khoáng chất cung cấp các yếu tố di lượng cũng như các chất bảo vệ giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật ở mọi lứa tuổi. Các loại rau lá màu xanh sẫm và các loại rau trái cây màu vàng đỏ là nguồn cung cấp vitamin A giúp sáng mắt, tăng cường đề kháng, cung cấp chất sắt giúp chống thiếu máu, thiếu sắt, đặc biệt giúp cơ thể trẻ em tăng trưởng và phát triển tốt. Bên cạnh đó, rau, trái cây còn chứa nhiều chất xơ và các chất chống oxy hóa nên có tác dụng nâng cao sức khỏe và phòng chống các bệnh mạng tính không lây ăn ít rau và trái cây được cho là nguyên nhân của 1,7 triệu trường hợp tử vong, chiếm 28% tổng số trường hợp tử vong trên thế giới. Ăn thừa muối làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, ung thư dạ dày, loãng xương, sỏi thận. Hiện nay, đa số người dân đều ăn thừa muối từ 2 đến 3 lần, so với nhu cầu khuyến nghị là 5 g muối mỗi ngày. thưa quý vị và các bạn chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt